Vâng, Trường Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Chiều ngày hôm nay thì Mộc Nam Huy có hoàn thiện xong một lô bàn ghế Nghê Phượng cột 12 với chất liệu là gỗ tràm nhân vàng lõi các bác nhé. Đó, thì có thể nói rằng là sau nhiều ngày anh em vất vả hoàn thiện từ cái khâu đầu tiên thì đến hôm nay là cái sản phẩm đã chính thức xong cái phần mộc. Đây là một cái bộ ghế mà từ hôm vừa rồi cơ sở bên em lên ý tưởng để sản xuất thì đã được rất nhiều các bác khách hàng có bình luận và cũng có báo là khi là xong hàng thì cố gắng làm cái video để quay lên cho các bác khán giả xem. Đó, và trên cái mẫu ghế này thì mọi người thấy là nó xuất hiện rất là nhiều ở trên các cái dòng gỗ cao cấp như là gỗ đỏ hay là hương đá. Những cái sản phẩm nó có giá trị là 5-70 đó, và thậm chí là tiền trăm, và nhiều khi thì chúng ta khó để tiếp cận. Thế nên thì Mộc Nam Huy hôm nay đã hoàn thiện xong rồi, và tiêu chuẩn này thì quý vị thấy là thực trạng của nó rất là đẹp nhé. Nguyên mẫu được đục thì y chang như trên gỗ cao cấp luôn, đồ đục trạng thì sắc nét tỉ mỉ, và mặt ván thì vẫn được sử dụng là mặt ván chèn có tiêu chuẩn tay nghê, và cũng có luôn cả tiêu chuẩn tay rồng cho hai sự lựa chọn. Luôn luôn thì những bộ bàn ghế này của Mộc Nam Huy thì tay rồng và tay nghê luôn luôn thì sẽ lệch nhau là 2 triệu, và cũng sẽ có tiêu chuẩn là bàn hộc kéo hay là bàn thường cũng sẽ lệch nhau là 2 triệu. Thì ở một cái phiên bản bình thường nhất thì hôm nay Mộc Nam Huy cũng xin báo giá luôn cho mọi người, đó là trên tiêu chuẩn tay rồng bàn đôn bình thường thì giá của sản phẩm này cơ sở bên em hoàn thiện sẽ là 18.900.000. Đó, đây là một cái tiêu chuẩn tràm bông vàng lõi, quý anh chị vui lòng nghiên cứu thật là kỹ để tránh hiểu lầm về dòng gỗ này nhá. Đây là dòng gỗ tràm bông vàng lõi và không có phải là dòng tràm lai. Đó, tràm lõi và lõi hoàn toàn, với độ tinh lõi hoàn hảo và cao nhất của Mộc Nam Huy được làm ở trên này. Đó, cho nên mọi đây là sản phẩm nó có cái giá trị nó sẽ cao hơn là tràm lai nhá. Đó, và form dáng của sản phẩm này nó cũng là hàng lớn, form to. Đồng thời thì sẽ có tiêu chuẩn cao hơn 18.900.000. Hoặc là tay rồng thì bên em sẽ có tiêu chuẩn cao hơn, đó là tay nghê thì sẽ là 20.900.000. Đó, thì mọi người có thể tham khảo về hai cái sản phẩm này. Và nếu mọi người đặt cái tiêu chuẩn cao hơn, đó là tiêu chuẩn bàn hộc kéo và có cả bàn phụ nhá, bàn chính và bàn phụ, thì cái giá của sản phẩm nó sẽ cao hơn 2 triệu, cũng giống như là những bộ đào và những bộ nghê hay là cũng như là những bộ tứ linh. Đó, những cái sản phẩm này thì xưởng em đóng là cứ đóng trong một lô một, các anh chị nhá, lô một thì cứ một lô thông thường sẽ là 4 bộ. Từ hôm nay em sẽ tiếp tục là 4 bộ mẫu Nghê Phượng. Một cái mẫu này hiện tại chắc chắn với quý anh chị luôn, nó đang ở độc quyền trên thị trường và chưa từng xuất hiện một cái tiêu chuẩn mà nó có một cái độ sắc nét tỉ mỉ như thế này ở trên gỗ tràm, và đồng thời thì cái độ tinh lõi của sản phẩm cũng chưa từng xuất hiện với quý anh chị nhá. Mặt ván thì được đóng chèn là mặt ván dày 2 phân cưa, tiêu chuẩn rất là dày dặn chắc chắn. Nói về dòng gỗ tràm bông vàng lõi thì trên bàn ghế salon là bên em bán rất là nhiều, và những cái tiêu chuẩn này thì có thể nói rằng là cái mức giá nó rất phù hợp và cái chất lượng của nó có, nên là những cái sản phẩm này khách hàng ủng hộ xưởng em rất là nhiều luôn. Và ngoài bàn ghế salon thì kể cả là giường tủ hay là những cái sản phẩm chất liệu gỗ tràm bông vàng lõi khác thì khách hàng ủng hộ bên em rất là nhiều luôn. Vâng, xin được cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Đây là video quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của Mộc Nam Huy tại Hố Đây 3, Trảng Bom, Đồng Nai. Những sản phẩm thực tế nhất, rõ ràng nhất và quay cho tất cả mọi người. Đây chính là cái khu vực làng nghề sản xuất đồ gỗ. Vâng, Mộc Nam Huy xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp.